Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Viên Quyền Thượng Giảng Gia Đại sư Ấn Quang Việt Dịch Biểu Quang Tự Đệ tử Như Hòa. Niệm Phật Phương Năng Tiêu Túc Nghiệp Kiệt Thành Tự Khả Chuyển Phàm Tâm. Niệm Phật Mới Hồng Tiêu Túc Nghiệp Kiệt Thành Sẽ Tự Chuyển Phàm Tâm. Đạo Nghiệp Vị Thành Cảm Xử Thử Tâm Tán Loạn Tử Kỳ Tương Trí Lực Tử Nhất Thiết Ứng Thủ. Đạo Nghiệp Chưa Thành Há Dám Để Tâm Này Tán Loạn Kỳ chết sắp đến tận được từ tạ mọi thủ tạc. Ứng đường phát nguyện, nguyện vãng sanh khách lộ khê sơn, thiết mạc tùng đầu, tái quyến luyến. Tự thị bất quy, quy tiện đắc, cố hương phong nguyện, trực tu toàn thể tổng thân thừa, hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khách từ dày thôi quyến luyến, tự mình chẳng về. Về liền được gió trong quê cũ toàn thể hãy tự vâng bế hộ cự lai nhân tống niệm tử kỳ tương trí chuyên tâm tu tịnh nghiệp thâm tàm đạo nghiệp vị thành đóng cửa chẳng tiếp ai xót nghĩ thân này sắp chết chuyên tâm tu tịnh nghiệp thẹn thay đạo nghiệp chưa thành lạy tự ấn tống ấn quang văn sao tục biên pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài phạm vi của nó được. Như trời che khắp, như đất nâng đều. Không một pháp nào chẳng được kết lập từ pháp này. Không một ai chẳng được pháp này un đúc. Do hết thảy các pháp đại tiểu thừa Đức Như Lai đã nói trong suốt một đời đều là tùy theo căn tánh của chúng sanh mà nói, hoặc khế lý, nhưng chẳng thể khế hợp khắp mọi căn cơ, hoặc khế cơ, nhưng chẳng thể khế hợp trí lý, lý cùng tột một cách triệt để. Vì thế, bản hoài xuất thế độ sanh của Đức Như Lai bị khuất lấp chưa được thông suốt. Đại pháp khiến cho chúng sanh được liễu thoát ngay trong đời này, còn bị ẩn kín chưa được tỏ bày. Pháp hội Hoa Nghiêm tuy đã hướng dẫn về Tây Phương, nhưng hàng nhân thiên quyển thừa Bồ Tát chưa được nghe. Các kinh cũng nhiều phen nói đại được những đầu mối tốt lành, nhưng cương yếu pháp môn chưa được đặt đẻ. Do vậy Đức Như Lai khởi lòng vô duyên từ, vận tâm đồng thể bi. Trong hội Phương Đẳng, đặc biệt nói ba kinh Tịnh Độ Di Đà, độ khắp ba căn, thâu chọn chín giới, diễn dương đạo màu, thành thủy thành trung của Như Lai, dạy cho chúng sanh quy mô vĩ đại, tâm làm, tâm là, cơ lẫn lý đều khế hợp, phạm lẫn thánh đều được nhờ, như thuốc A Già Đà trị trung vạn bệnh, như mười phương hư không bao hàm trọn muôn hình tượng, khiến cho khắp thánh phàm đều thành tựu đạo nghiệp trong đời hiện tại, tỏ bày thông suốt bản hoài xuất thế độ sanh của Như Lai. Nếu Đức Như Lai chẳng nói pháp này, thì chúng sanh đời mạt pháp không một ai có thể liễu thoát sanh tử ngay trong một đời này. Quang túc nghiệp sâu nặng, sanh nhập nơi đoạn diệt Phật pháp, mới sanh được nửa năm lại mắc bệnh mắt, nhắm nghiền 6 tháng. Đến tuổi đi học, bao lượt gặp cảnh giặc cướp binh đao quấy nhiễu, vừa có chút hiểu biết lại chúng phải chất độc báng Phật của bọn Trình Châu. May là học thức hoàn toàn chẳng có gì, chẳng thể tạo nghiệp đọa A Tỳ ngay trong khi còn sống. Nếu tài trí được như bọn họ, ắt đến nỗi tạo tội khiên 10 phương hư không chẳng dung, do ý ác ấy mắc bệnh khổ lâu dài. Cả mấy năm giống hệt như phế nhân, một ngày nọ mới biết mình lầm lạc, bèn xuất gia làm tăng, mong diệt tội lỗi. Tông giáo lý sâu không có sức nghiên cứu, Tịnh Độ đạo lớn quyết chí tuân hành. Toàn là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, chỉ lo tự độ, chẳng mộng hoằng pháp lợi sanh. Năm 33 tuổi đến chùa Pháp Vũ núi Phổ Đà, trụ trì là Hòa Thượng Hóa Văn, biết quang chỉ biết ăn cơm không làm chuyện chi khác được, bèn cho làm thực khách thường xuyên, chẳng giao phó chút việc còn con gì. Hơn 20 năm qua cũng khá được an lạc, suốt năm không ai đến thăm, không nhận được lá thư nào. Năm tuyên thống thứ 3, 1911, tờ Phật học tùng báo được phát hành tại Thượng Hải. Ông Cao Hạc Niên mấy lần gửi báo qua bưu điện cho xem, thấy những văn tự được in trong báo ấy phần nhiều hợp công đạo, nhưng những điều lạm bàn về chánh trị trong báo có chỗ hơi thiên vị. Tôi trộm sợ rằng có người sẽ viện vào chuyện ấy để chê cười Phật pháp, bèn dùng cái tên Vân Thủy Tăng Thích Thường Tàm để gửi thư xin nhà báo hãy lập luận cho công bình, đừng để ngọc đẹp có vết. Nhưng những vị biên tập chẳng thèm để mắt đến. Về sau ông Hạc Niên lên núi này tôi kể đầu đuôi, ông ta bèn đem mấy thiên cảo văn đăng báo, ký tên là Thường Tàm, chẳng một ai biết đến. Năm Dân Quốc thứ 6, 1917, ông Từ Úy Như nhận được 3 lá thư từ bạn hữu, bèn in ra 5.000 bản, đặt tựa là Ấn Quang Pháp Sư Tín Cảo, bản thảo thư tử của Pháp Sư Ấn Quang tặng cho mọi người. Năm Dân Quốc thứ 7, 1918,
Ông thâu thập được hơn 20 bức thư nữa đem in tại Bắc Kinh, đặt tựa là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, đem sách ấy đến Phổ Đà xin quy y. Quang bảo ông ta quy y với ngài Đế Nhàn năm Dân Quốc thứ 8 1919, lại in bộ tục biên. Mùa thu năm ấy, mẹ ông mất tại nơi cư ngụ ở đất thân Thượng Hải, tang ma xong xuôi, bèn nhờ thương vụ ấn thư quán ghép bộ sơ biên và tục biên thành một. Năm Dân Quốc 12 1923, Quang Bảo thương vụ ấn thư quán in riêng bản Tăng Đính, chia làm 4 quyển lưu bản, lần đầu in 2 vạn bộ. Năm Dân Quốc 14 1925, lại cho Trung Hoa thư cục in bản Tăng Quảng, vẫn chia thành 4 quyển. Từ đấy bất luận văn tự gì cũng đều nhất loạt, không lưu lại bản nháp nữa. Một là để khỏi lãng phí tiền tài thí chủ, hai là chẳng đến nỗi làm gai mắt huệ của người thông sáng. Năm Dân Quốc 19 1930, kiểm quan tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu, vị đương gia chùa ấy là thầy Minh Đạo, cho người sao trộm. Năm Dân Quốc 24 1935, thầy ấy qua đời mới thôi. Năm Dân Quốc 26 1937, Quang tị nạn tại Linh Nham Sơn, người chép lại bèn giao bản cào cho vị đương gia chùa Linh Nham là thầy Diệu Chân. Thầy Diệu Chân lại cho sao lục đăng tải trong những tờ báo Nguyệt San. Quang biết nhưng lọt vào thế không làm gì được, chỉ đành rào duyệt kỹ càng để in hòng mãn nguyện thầy ấy. Quang lúc nhỏ kém học vấn, lớn lên chẳng biết gì, văn cực vụng về chất phác chẳng đáng lọt vào mắt, nhưng những điều Quang nói đều dựa theo ý kinh Phật lời tổ, rồi tùy cơ nói giản lược đó thôi, chẳng dám vọng sanh ý kiến gây lầm lạc cho người. Lại thêm vào đó những gì mình đã từng trải hơn 50 năm, nếu chịu bỏ qua văn để nắm lấy ý nghĩa, ắt có thể coi như một cái mốc gỗ để chỉ thẳng chuyện Tây Quy trở về Tây Phương Cực Lạc cũng chẳng ngại gì. Xin hãy dốc sức về Tây, dũng mãnh tiến thẳng lên phía trước, chớ vì cột mốc gỗ này xấu hèn mà chẳng muốn thấy lộ trình về Tây, thì người dựng mốc lẫn người quy Tây đều cùng chẳng tiếc nối. Thêm nữa, bộ sơ biên tuy đã in hơn 10 vạn bộ, nhưng bậc đại thông gia thấy sách này chỉ chuyên nói đến chuyện tín nguyện niệm Phật, nhân quả báo ứng, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, giáo dục gia đình, toàn là những lời văn nôm na khuyên đời, hoàn toàn chẳng phải là những lời lẽ vén mây thấy trăng, mở cửa thấy núi, mở rộng tâm mục cho người, tỏ bày thông suốt bản hoài của Phật, cho nên coi như đồ bỏ. Cũng có những người cùng một căn tánh như Quang xem bộ sách này như diệu bảo, do đây mà người bỏ mê theo ngộ, bỏ tà về chánh, sống giữ vẹn luân thường, mất sanh về cực lạc đông lắm. Bộ tục biên ngoài những điều đã nói như trong bộ sơ biên, còn có thêm những chuyện như khuyên sản phụ niệm Quán Âm, sữa độc giết chết con cái, đấy đều là những điều cao tăng thầy thuốc xưa nay chẳng hề nói đến mà Quang cứ nhắc đi nhắc lại. Cổ nhân nếu chẳng phải là tướng giỏi thì cũng là lương y, chỉ mong giúp đời cứu số người. Quang là ông tăng vô tri vô thức, chỉ biết đến cơm cháo, do một mình ông từ úy như lan truyền cái hư danh, rốt cuộc một người nhận tiếng hư đón tiếng vang cho là thật, xem như thiện trí thức họ đã đem sai ngoa chuyển sai ngoa. Quang chẳng ngại dùng lập lạc đáp tạ lầm lạc, dạy người sống có nơi nương tựa, lúc mất có chỗ quỳ túc, sanh nở không ách nạn, còn chẳng chết ngang. Để tận hết tấm lòng tôi, dẫu gài còn mắt huệ của bậc thông hiểu, nhưng vì có ích cho người, không gây hại cho đời, nên bèn tùy thuận ý của hai thầy Minh Đạo Diệu Chân cho lưu thông sách này và lược thuật duyên khởi. Hiểu tôi hay bắt tội tôi đều không kể đến vậy. Năm Dân Quốc 28 1939, kỷ mão đầu hạ, thường tàm quý tăng thích Ấn Quang kính soạn, năm 79 tuổi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên. Quyển thượng, một thư từ, một lá thư gửi khắp, lời lẽ tuy vụng về chất phác, nhưng nghĩa vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lại là vô cùng. Năm Dân Quốc 21, 1932, pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, lợi độn tròn thâu, chính là đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm, khiến cho họ liễu sanh tử ngay trong một đời này. Đối với pháp này chẳng tin chẳng tu, chẳng đáng buồn ư. Pháp môn này lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông, tín là tin thế giới chúng ta đây là khổ, tin thế giới cực lạc là vui, tin ta là nghiệp lực phàm phu quyết định chẳng thể cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hòng liễu giành thoát tử. Tin A Di Đà Phật có đại thệ nguyện, nếu có chúng sanh niệm danh hiệu Phật, cầu sanh cõi Phật, người ấy lúc mạng chung, Phật át rủ lòng từ tiếp dẫn sanh về Tây Phương,
nguyện là nguyện mau thoát lìa thế giới khổ sở này, nguyện mau vãng sanh thế giới cực lạc kia. Hạnh là trí thành khẩn thiết, thường niệm Nam Mô, âm đọc là Nạc Mạc, A Di Đà Phật. Thời thời khắc khắc chớ để tạm quên, sáng tối đối trước Phật lễ bái chỉ tụng, tùy theo bản thân rảnh rỗi hay bận bịu mà lập một khóa trình. Ngoài ra trong lúc đi đứng ngồi nằm và làm những chuyện chẳng phải dùng đến tâm thì đều khéo niệm. Lúc ngủ lên thầm niệm, chẳng nên niệm ra tiếng, chỉ nên niệm bốn chữ A Di Đà Phật để khỏi bị nhiều chữ khó niệm. Nếu áo mũ không chỉnh tề hoặc đang lúc rửa ráy đại tiểu tiện hoặc đến chỗ không sạch sẽ đều nên niệm thầm. Niệm thầm có cùng một công đức như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng không hợp lễ, bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang, niệm có tiếng nhưng người bên cạnh không nghe được. Niệm thầm trong tâm đều phải niệm cho rõ ràng rành rẽ trong tâm, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Như thế thì tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, vọng tưởng dần dần dứt, Phật niệm dần dần thuần, công đức rất lớn. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Từ tâm không giết, nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp tà dâm, miệng chẳng nói dối thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác, tâm chẳng khởi niệm tham dục nóng giận ngu si, lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có chọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn chọn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội chọn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung để được vãng sanh. Bởi tâm hợp với Phật nên càng được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thưởng niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ anh em thê thiếp con cái bạn bè xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận, thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Lại phải nên khuyên cha mẹ anh em chị em thê thiếp con cái xóm làng thân hữu đều cùng thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày nếu niệm 1 vạn câu Phật hiệu thì niệm 5.000 câu Quán Âm, nhiều hay ít chiếu theo đây mà ra giảm. Bởi chuyện này lợi ích rất lớn, nỡ nào để người sanh ra ta và quyến thuộc của ta cũng như thân hữu chẳng được hưởng lợi ích này hay sao? Huống chi hiện tại đang là lúc có hay đời hoạn nạn lớn lao, tai họa xảy đến không cách gì đối phó được. Nếu thường niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, chắc chắn được Phật từ che chở, gặp giữ hóa lành, dẫu không tai nạn cũng được nghiệp tiêu trí dạng, chướng tận phước tăng. Huống chi khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho kẻ phàm phu thành Phật, công đức rất lớn. Dùng công đức này hồi hướng vãng sanh, ắt được mãn nguyện. Phàm tụng kinh trì chú, lễ bái sám hối và cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương, chớ nên cầu phước báo nhân thiên trong đời sau. Hễ có tâm ấy sẽ chẳng có phần vãng sanh. Hễ sanh tử chưa giải quyết xong, phước càng lớn ác nghiệp càng nặng. Hễ sanh lần nữa khó khỏi đọa trong 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn lại được thân người, lại được gặp pháp môn tịnh độ, liễu thoát ngay trong một đời, khó như lên trời. Phật dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương là để con người liễu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu cầu phước báo nhân thiên đời sau thì là trái nghịch lời Phật dạy, giống như đem một viên bảo châu vô giá trong khắp cõi đời đổi lấy một thẻ đường để ăn, chẳng đáng tiếc ư? Người ngu niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, cầu phước báo nhân thiên đời sau cũng chẳng khác gì. Người niệm Phật chẳng được lạm tu con đường tham cứu của nhà thiền, bởi người tham cứu chẳng chú trọng nơi tín nguyện cầu sanh, dẫu có niệm Phật cũng chỉ chú trọng khán câu, người niệm Phật là ai, để cầu khai ngộ mà thôi. Nếu sanh Tây Phương thì không một ai chẳng khai ngộ, nếu khai ngộ mà hoặc nghiệp hết sạch thì có thể liễu sanh tử, hoặc nghiệp chưa hết sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử, lại do không có tín nguyện nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử, tự lực lẫn Phật lực cả hai đều không nhờ cậy được, muốn thoát luân hồi há có được chăng? Phải biết, Pháp Thần Bồ Tát lúc chưa thành Phật đều phải cậy vào oai lực của Phật, huống chi nghiệp lực phàm phu phí công bản chuyện tự lực, chẳng cậy Phật lực ư? Lời lẽ tuy cao siêu nhưng hạnh thật hèn tệ, Phật lực tự lực lớn nhỏ nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Nguyện đồng nhân đều hiểu nghĩa này. Người niệm Phật chớ nên bắt chước kẻ ngu làm những Phật sự,
như hoàn thọ xanh, gởi kho, v.v. Bởi chuyện hoàn thọ xanh chẳng phát xuất từ kinh Phật mà do người đời sau ngụy tạo, gởi kho là nguyện chết đi làm quỷ, chuẩn bị sẵn tiền tiêu dùng trong quỷ đạo. Đã có tâm nguyện làm quỷ sẽ khó thể vãng sanh. Nếu chưa làm, hãy chớ có làm. Nếu chót đã làm, hãy bẩm rõ cùng Phật. Đệ tử tên là chỉ cầu vãng sanh, tiền trước kia gửi kho nơi cõi âm đều dùng chẩn tế cô hồn hết thì mới chẳng gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Phạm những kinh như thọ sanh, huyết bồn, thái dương, thái âm, nhãn quang, táo vương, thai cốt, phân châu, diệu sa, v.v. đều là do những kẻ lầm lạc ngụy tạo, chớ nên niệm. Kẻ ngu chẳng biết niệm kinh đại thừa, tức là các kinh A-di-đà kinh, vô lượng thọ kinh, quán vô lượng thọ Phật kinh, tâm kinh, kim cang, dược sư, pháp hoa, lăng nghiêm, hoa nghiêm, phổ hiền hạnh nguyện phẩm, v.v. Ngả đồng tin theo các thứ ngụy kinh ngụy tạo mù quáng ấy, ắt phải làm những chuyện hoàn thọ xanh, phá địa ngục, phá huyết hồ mới an tâm được. Có người hiểu lý, nói những kinh ấy là ngụy tạo cũng chẳng chịu tin. Phải biết làm Phật sự thì chỉ có niệm Phật là công đức lớn nhất, nên dùng tiền làm chuyện hoàn thọ xanh, phá địa ngục, phá huyết hồ để thỉnh vị tăng có chánh niệm niệm Phật thì lợi ích lớn lắm. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục trai hoặc thập trai. Mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục trai, thêm vào ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành thập trai. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày, lại còn tháng riêng, tháng 5, tháng 9 là 3 tháng chay, nên ăn chay trường làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện cát tường, tốt lành, may mắn, nếu hàng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm, do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc trợ niệm lâm chung và lợi hại của việc phô trương mù quáng và khóc lóc sẽ chẳng thể được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ khi lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc trợ niệm, chẳng bị cái hại phá hoại chánh niệm, nhưng lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật, khiến cho ai nấy đều thưởng niệm, sẽ không thể được. Như thế chẳng những có ích cho cha mẹ, mà thật sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời, con cháu đời sau. Lâm chung trợ niệm bất luận già trẻ đều nên như vậy. Xem cuốn Sức Trung Tân Lương sẽ tự biết. Thượng Hải Phật Học Thư Cục, Chùa Báo Quốc ở Tô Châu đều có bán cuốn ấy. Nữ nhân khi sanh nở thường đau đớn chẳng kham nổi, nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất mạng. Lại có người sanh xong bị băng huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Về con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhầm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ nên niệm thầm trong tâm. Bởi niệm thầm sức nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ. Lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh. Đứa con mắc các chứng kinh phong v.v. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết, hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc xung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm, chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoại đạo chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý, đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sanh nở là chuyện đáng sợ, dẫu là con gái ruột con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống chi là dám dạy họ niệm Quán Âm ư. Phải biết Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lã lổ bất tịnh nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý buông tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ước đoán của tôi, chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thệ nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư, nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Nữ nhân từ 12-13 tuổi cho đến 48-49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói, trong lúc có kinh không được lễ bái chỉ tụng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn, lẽ đầu vì một tật nhỏ trời xanh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Này tôi nói, trong lúc có kinh
chỉ nên lễ bái ít hơn. Nên ít lễ bái chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ, niệm Phật tụng kinh đều theo như lệ thường, nên thường thay vải dơ bằng vệ sinh, nếu tay sờ vào vải dơ hãy nên rửa sạch, chớ dùng tay đã chạm đồ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoại đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp, vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thể được nhuần thấm lợi ích nơi pháp. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, theo tiếng cứu khổ, nếu gặp phải những hoạn nạn như đau bình, nước lửa, đói kém, sâu dày, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lụt lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật, do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xương niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng cho hiện thời. Bởi lẽ Phật Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, chọn chẳng thành tựu niệm ác cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc, muốn niệm danh hiệu Phật Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chứ có dấy lên cái tâm điên đảo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy, hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm để phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hạnh tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành, hãy nên thống thiết răn rè, chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng, buôn bán, buôn danh, chuốc dự. Tâm hạnh ấy quả thật bị thiên địa quỷ thần đều cùng ghét, nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý, lý tột cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái, rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này, do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chín phẩm sen. Phải biết, có nhân chắc chắn có quả, nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái, vì người chính là mình. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình, vì thế phải tận hết chức Phật của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ và những sự nhân quả ba đời. Luân hồi lục đạo khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó, trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất quỷ thần, Phật, Bồ Tát. Khởi lên một niệm bất chánh, làm một chuyện bất chánh đã sớm bị trời đất quỷ thần, Phật, Bồ Tát thấy biết tường tận, như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ trẻ nhỏ cũng chẳng được phép đánh chửi, dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiếc giấy có viết chữ, yêu tiếc ngũ cốc y phục đồ đạc, thương tiếc che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiện thiện. Nếu lúc nhỏ đều mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường cũng thành phượng trộm cắp, lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói, giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay lạng đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viển vông không quan hệ khẩn yếu chi. Quang đã già rồi, tinh thần ngày càng suy yếu, không có sức trả lời thư gửi đến, chỉ vì đường bưu điện thuận tiện khiến cho xa gần nghe lầm hư danh. Thường gửi thư đến hỏi mãi, nếu nhất loạt chẳng phúc đáp cũng cảm thấy phụ lòng người hỏi đến. Nếu phúc đáp từng thư một, thật chẳng có đủ tinh thần làm như vậy. Vì thế cho in bức thư dài này, phạm những gì liên quan đến chuyện tu trì và đạo lập thân xử thế, thờ cha mẹ dạy con đều nói đại được. Sau này có ai gửi thư đến, dùng thư này gửi lại,
Nếu có một hai chuyện chi đặc biệt, liền phê vào thư gửi đến mấy chữ, để đôi bên thấu hiểu tình nhau, chẳng đến nỗi nhọc nhằn quá đáng. Nếu muốn thông hiểu sâu xa kinh giáo, xin hãy thỉnh giáo nơi những bậc pháp sư thông hiểu sâu xa dự cao tràng pháp. Nên biết rằng, người thông hiểu sâu xa kinh giáo chưa chắc đã liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. 2. Thư gửi cư sĩ Quách Trang Ngộ, Nam Dân Quốc 21-1932. Nhận được thư của Thầy Minh Đạo, biết cư sĩ có chí lớn. Nếu muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, thì Quang chẳng ngại làm cái mốc trần để nặn đất chạm gỗ. Nếu muốn thông hiểu sâu xa kinh giáo và triệt ngộ tự tâm, thì cái mốc trần để nặn đất chạm gỗ của Quang chẳng dùng được. Này đem sai lầm đáp tạ sai lầm, đặt pháp danh cho cư sĩ là Huệ Trang. Trang là kính, một pháp kính chính là căn bản để học đạo thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu chẳng trọng lòng kính, giữ lòng thành, dù có sở ngộ vẫn chẳng thể được lợi ích thật sự, hễ rơi vào cuồng huệ, chắc chắn khó thể xử lý viên dung. Thiền chấp lý tánh, chẳng trọng tu trì, tuy thấy lý chẳng lầm, cũng chẳng khác gì tà ma ngoại đạo cho mấy. Huống chi đã chấp lý phế sự, thì cái lý được ngộ cũng khó thể thích đáng. Do vậy nói, bất quý tử kiến địa, chỉ quý tử hành lý, chẳng quý chỗ kiến địa của ông, chỉ quý chỗ ông thực hiện. Đấy chính là bẫy sập lớn cho người thông minh trong cả cõi đời. Chẳng mắc phải bệnh này mới đáng gọi là thông minh. Nếu không, thông minh lại bị thông minh làm cho lầm lạc, biến thành hạng người tự lầm, lầm người. Quang đã già rồi chẳng nên thường gửi thư đến nữa. Hễ gửi thư đến chỉ dùng bức thư dài đã in để hồi đáp. Nhất loạn chẳng giải thích cho riêng ai để khỏi mệt nhọc quá đỗi, mà cũng chẳng có lợi ích gì cho người. Không lâu nữa sẽ có sách tịch độ thập yếu bản mới in, và bức thư dài gửi đến không cần phải viết thư nữa. Ngoài nguyên bản sách thập yếu ra, còn có kèm thêm mấy cuốn sách cần thiết khác, thật sự là những sách vở quan trọng nhất cho việc tu tịnh nghiệp. 3. Trả lời thư cư sĩ Châu Mạnh Do, hỏi về 4 câu sắc bất dị không trong tâm kinh, Nam Dân Quốc 26-1937. Mấy câu này chính là đại sĩ đem tướng của ngũ uẩn đều không do chính ngài đã thấy thấu suốt chiếu kiến để dạy người. Sắc đứng đầu ngũ uẩn, vì thế giảng tưởng tận trước, nói sắc bất dị không, sắc chẳng khác không, là vì sắc tuy có hình tướng có thể thấy được, nhưng đó là tướng huyễn vọng. Dùng trí bát nhã sâu xa để quán chiếu thì bản thể của sắc là bất khả đắc, chọn chẳng thể được. Vì có mà giống như hư không, chẳng riêng gì bản thể của sắc là chọn chẳng thể được, mà không cũng chọn chẳng thể được. Do vậy lại nói không bất dị sắc, không chẳng khác sắc. Ở đây lại sợ người ta hiểu lầm thế gian không chính là tướng của sắc không, nên nói không cũng chẳng có thực tế để được, cũng như sắc chọn chẳng thể được. Ấy là vì không cũng là pháp thế gian, tuy không có hình tướng rỗng rang trống lỗng, nhưng vẫn có tướng không. Trong ngũ uẩn, cái không của sắc uẩn chẳng phải là cái không của hư không. Do vậy liền nói tiếp, không bất dị sắc, không chẳng khác sắc. Vì lựa chọn vẹn cái không của tướng không, nên nói không bất dị sắc, không chẳng khác sắc. Nói đến cái không của không này cũng giống như sắc chọn chẳng thể được. Chẳng thể hiểu là cái không trống lỗng rỗng rang. Vẫn sợ chưa hiểu nên lại nói, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Nghĩa là sắc tức thị không chẳng thể được, không tức thị sắc chẳng thể được. Sắc không này tịch chiếu cùng hiển lộ cùng diệt mất. Sắc không cùng chính là và cùng lìa sắc không. Nếu thấy được điều này sẽ đích thân chứng được chân như Phật tánh. Sắc uẩn đã như thế thì bốn uẩn thọ tưởng hành thức cứ theo đó mà biết. Cho nên không cần nói nữa. Chỉ nói diệt phục như thị cũng giống như thế. Ngũ uẩn đã như thế thì hết thảy pháp cũng như thế. Cho nên lại nói năm uẩn này đều là tướng không của hết thảy các pháp, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm. Bản thể của chúng là như thế, chẳng cần phải ước theo thánh phàm, chúng sanh Phật để nói nữa. Do nó vốn chẳng sanh, do đâu mà có diệt, cũng như có nhơ sạch tăng giảm nữa. Vì thế trong tướng không của các pháp không có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, không có sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, không có sáu thức là nhãn giới, dưới chữ nhãn được bỏ chữ thức. Cho đến không có ý thức giới, đấy là không có lục phàm pháp giới, vô vô minh nãi chứ vô lão tử. Không vô minh cho đến không lão tử là 12 nhân duyên thuộc lưu truyền môn, diệt vô vô minh tận, nãi chí diệt vô lão tử tận, cũng không có hết vô minh, cho đến không có hết giả chết. Đấy chính là 12 nhân duyên thuộc hoàn diệt môn.
Đây là không có duyên giác pháp giới, vô khổ tập diệt đạo là không có thanh văn pháp giới, vô trí là trí độ cuối cùng trong lục độ, cho nên vô trí là không có Bồ Tát pháp giới, diệt vô đắc cũng không có đắc. Đắc chính là Bồ Đề Niết Bàn, tức là không có Phật pháp giới. Có kẻ hiểu cái không trong câu sắc bất dị không là thật tướng của chân không, thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng xét kỹ hình như không trọn vẹn. Vì sao vậy? Đã là không có ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tức lục phạm pháp giới của thế gian, lại không có tứ đế, thập nhị nhân duyên, trí đắc, đó chính là bốn thánh pháp giới xuất thế gian. Hết thảy các pháp thánh phàm đều không, lẽ đâu cái không của thế gian lại chẳng không? Do phàm tỉnh lẫn thánh kiến đều không, cho nên có thể viên mãn Bồ Đề, trở về cái không có gì thể được. Trở về cái không có gì để được, vô sở đắc. Do không có gì để được, nên tâm vô quái ngại, khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tâm không vướng mắc sợ hãi, xa lìa điên đảo, mộng tưởng, rốt ráo niết bàn. Pháp này chính là pháp rốt ráo thành Phật của Tam Thế Chư Phật. Do trong tướng không của các pháp, chẳng có những pháp thánh phàm, chúng sanh, Phật, vân vân, cho nên có thể từ phàm đến thánh, tu nhân chứng quả, chứng trọn vẹn pháp này. Ví như dựng nhà phải có chỗ trống thì người mới ở được, nếu nhà chẳng có chỗ trống, người ta làm sao ở được? Do không nên mới có thể chân tu thực chứng, nếu chẳng không sẽ chẳng có tác dụng này. Do trong trí bát nhã sâu, chẳng thấy tướng của những thứ tình kiến này nên là vô, chớ hiểu lầm, chẳng tu là vô. Nếu hiểu chẳng tu là vô sẽ phá hoại chánh pháp của chư Phật, chắc chắn bị đọa mãi trong a tỳ địa ngục, hãy nên suy nghĩ cặn kẽ. Thuyết này của Quang có chỗ chẳng phù hợp cách giải thích của người xưa, nhưng ý nghĩa chánh yếu chẳng trái nghịch kinh Phật, cũng có thể nói là một loại kiến giải thấy dạng thấy đành, thấy nhân thấy trí vậy. Bốn thư dân nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Tôi thường nói muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp phải cầu nơi cung kính, có một phần cung kính liền tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ, có 10 phần cung kính tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính mảy may thì tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải là không được mảy may lợi ích nào, nhưng trước hết phải chịu cái tội khinh nhờn đọa lạc trong tam đồ bao nhiêu kiếp. Tội trả hết rồi sẽ nhờ vào nhân lành ấy lại được nghe pháp tu đạo, ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nếu đời này cạn lòng thành, dốc hết lòng kính, thì trong đời này có thể cậy vào Phật tử lực đối nghiệp vãng sanh Tây Phương, hễ được vãng sanh đạt siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa các khổ, chỉ hưởng những sự vui vậy. Con người tu phước hay tạo nghiệp, nói chung chẳng ngoài 6 căn 3 nghiệp. 6 căn chính là mắt tai mũi lưỡi thân ý, 5 căn trước thuộc thân nghiệp, ý căn sau cùng thuộc về tâm, tức ý nghiệp. Ba nghiệp là: một là thân nghiệp gồm ba thứ, tức sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ba sự này tội nghiệp cực nặng. A. Người học Phật nên ăn chay, yêu tiếc sanh mạng. Phàm là động vật đều biết đau đớn, đều tham sống sợ chết, chẳng nên sát hại. Nếu giết để ăn sẽ kết thành một sát nghiệp, đầy kế đời sau ắt phải bị chúng giết hại. B. Hai là trộm cắp, phàm những vật của người khác trở nên không cho mà lấy. Trộm vật rẻ tiền lại đánh mất nhân cách của chính mình, trộm vật đáng giá chính là hại thân mạng người ta. Trộm cắp vật của người khác tự hồ chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra tổn phước thọ của chính mình, đánh mất những thứ trong mạng mình lẽ ra phải có so với những thứ ăn trộm còn nhiều gấp bội lần. Nếu dùng mưu chiếm đoạt, hoặc dùng oai thế hiếp đáp cướp lấy, hoặc trông coi tài sản cho người khác rồi dở thói xấu chiếm lấy, đều gọi là trộm cắp. Kẻ trộm cắp ắt sanh ra con cái phóng đãng, người liêm khiết ắt sanh còn hiền thiện, đấy chính là thiên lý nhân quả nhất định. C. Ba là tà dâm. Phàm là với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoại loạn nhân luân, tức là dùng thân người làm chuyện súc sanh. Đời hiện tại đã thành súc sanh thì đời kế tiếp phải làm súc sanh. Người đời coi chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng trinh khiết, ai muốn con cái của chính mình chẳng trinh khiết? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thụ khí phận của chính mình, quyết có thể đoan tránh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự tránh dâm giữa vợ chồng cũng nên có giới hạn, nếu không chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sanh ra cũng khó thành người, dẫu có thành người thì cũng yếu đuối chẳng thành tựu gì. Người đời coi hành dâm là vui, chẳng biết sự sướng một khắc khổ suốt cả đời, khổ lây con cái cháu chắt. Ba điều này chẳng làm thì chính là thiện nghiệp nơi thân, nếu làm
thì chính là ác nghiệp nơi thân. 2. Khẩu nghiệp gồm có 4: nói dối, nói thêu rẻ, ác khẩu, nói đôi chiều. A. Nói dối là nói lời không chân thật. Đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. B. Nói thêu rẻ là nói những lời phong lưu tả vậy, khiến cho kẻ khác khởi ý niệm dâm đãng. Kẻ thiếu niên vô tri, nghe lâu ngày, nó sẽ bị tà dâm chôn vùi nhân cách hoặc thủ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm cũng sẽ đọa đại địa ngục, từ địa ngục ra hoặc làm lợn nái chó cái. Nếu sanh trong loài người, thường làm cái ăn xương, thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp, còn chưa khổ sở lắm, lâu ngày bệnh phong tỉnh phát ra, khổ chẳng nói nổi. Mày có được cái miệng này, sao lại khổ sở tự chuốc lấy họa ương cho cả ta lẫn người, chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy? C. Ác khẩu là nói lời hung bạo như đao, như kiếm, khiến cho người ta khó chịu được nổi. D. Nói đôi chiều là nói đòn sóc hai đầu, khêu gợi thị phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. Bốn điều này không làm thì là thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. 3. Ý nghiệp gồm 3 thứ, tức tham dục, sân khỏe, ngu si. A. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc đều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. B. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý ta bèn nổi cơn thịnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. C. Ngu si không phải là chọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ. Mở miệng thành trương nhưng chẳng tin nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi thần hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Thứ chi kiến ấy rối nước hại dân, còn hơn nước lũ mãnh thú. Chẳng làm ba điều này thì là thiện nghiệp nơi ý, làm ba điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người thân khẩu ý ba nghiệp đều thiện thì công đức do tụng kinh niệm Phật so với người ba nghiệp đều ác lớn gấp trăm ngàn lần. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phàm những ác niệm nghịch trời trái lý, tổn người lợi mình đều chẳng cho khởi lên. Nếu khởi lên, bèn lập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phàm những tâm hiếu đễ, trung tín lễ nghĩa, liêm sỉ, lợi người lợi vật đều thường gìn giữ. Hễ sức làm được, bèn sốt sáng làm. Chẳng thể làm thì tâm cũng thường nghĩ đến điều ấy, nói lời tốt lành là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho vật, chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng, mà gọi là lời tốt lành. Như giáo huấn con cái và khuyên người làm lành, khuyên người kiêng ác, khuyên người giữ vẹn luân thường, khuyên người tu phước, vân vân. Làm việc tốt lành là tích cực làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục cho tốt đẹp hơn. Phàm tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, bái sám các Phật sự đều phải thân tâm cung kính. Người học Phật ban đêm đừng ngủ trần truồng, phải mặc áo quần đùi, tâm thường như đối trước Phật. Ăn cơm chớ nên quá mức, cơm ngon đến đâu đi nữa chỉ ăn đến mức 8-9 phần là tối đa. Ăn 10 phần đã chẳng có ích cho người, ăn 10 mấy phần ác tạng phủ bị thương tổn. Thường ăn như thế nhất định bị đoạt thọ. Hễ ăn quá nhiều, tâm hồn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ắt phải trung tiện. Chuyện trung tiện là chuyện tệ nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện, tăng đường đều phải cung kính, như thắp hương chẳng qua để biểu lộ tấm lòng, chứ xét rốt ráo ra chẳng có loại nào đáng xem là hương cả. Nếu ăn nhiều vãi trung tiện hết sức hôi thối, khiến cho hơi thối ấy xông sực tam bảo, tương lai ác sanh làm loài giòi trong hoàng phân. Chẳng ăn quá mức sẽ chẳng phóng trung tiện. Nếu như dùng chất lạnh cảm thấy không ổn, hễ vô sự bèn đi ra chỗ trống xả ra, đợi đến khi tan mùi lại quay vào trong thất. Nếu có việc chẳng ra ngoài được, hãy nên dùng sức kiểm lại, chưa đầy một khắc nó sẽ tan mất trong bụng. Có người nói chẳng phóng ra sẽ thành bệnh, lời này là còn nặng tội hơn chuyện phóng trung tiện, vạn phần chớ nghe theo. Đức Phật chế giới luật chưa nhắc đến sự này, có lẽ cổ nhân thân thể khỏe mạnh lại không tham ăn, không có chuyện này cho nên không nói đến. Nếu có Phật phải nói, chớ nói Phật không cấm, cho nên cứ việc phóng, đấy chính là tự cầu đọa lạc, Phật cũng khó cứu. Khổng Tử dùng tư cách của bậc thánh nhân triều kiến bậc quốc quân, vua một nước, phàm phu. Khi sắp lên điện ở dưới thềm, còn chẳng dám thở mạnh, huống chi lúc đã vào điện gặp mặt vua. Vì thế sách luận ngữ chép, nhiếp tề thăng đường, cúc cung như dã, bình khí tự bất tức dã, nâng vạt áo lên kiện, lên điện, kho mình như thế đó, nín hơi như không thở. Nhiếp, nâng, tề, đọc như tư nghĩa là vạt áo, cúc, uốn cong, bình, giấu kín, tức hơi thở từ trong mũi,
Khổng Tử triều kiến vua, lúc sắp lên điện, trước hết đi khom mình. Do khom mình nên vạt áo trước dài hơn, cho nên phải nâng hai mép vạt áo lên, cách mặt đất khoảng chừng một thước, mới chẳng đến nỗi đạp lên áo vấp té thất lễ. Nghiêm túc đến cùng cực, cho nên hơi thở trong mũi tựa hồ chẳng thoát ra. Hãy thử xem ngài kết già đến mức độ nào. Người đời nay so với Khổng Tử kém xa lắm, vua khi ấy so với Phật lại kém thật xa nữa, phóng trung tiện so với thở ra lại càng khác xa lắm. Im lặng suy nghĩ khác gì? Đại địa chẳng có chốn dung thân, há chẳng cực lực lưu tâm ư? Chúng ta là nghiệp lực phàm phu ở trong Phật điện của bậc thánh trung thánh, thiên trung thiên, thánh của các thánh, trời của các trời. Người có đủ tam bảo, sao dám chẳng kiềm chế mặc tình trung tiện ư? Tội lỗi ấy lớn nhất không gì sánh bằng. Có lắm kẻ do chẳng xem nhiều trước thuật của cổ đức nên tưởng là cổ đức không nói đến, chẳng biết cổ đức nói rất khéo, gọi đó là tiết hạ khí, hơi rỉ ra từ bên dưới. Họ cũng chẳng hiểu câu đó có nghĩa là gì, chẳng thèm để ý. 30-40 năm trước, quan thường nói đến chuyện này, sao thử hỏi lại người ta chẳng biết là chuyện gì. Do vậy tốt nhất cứ nói thẳng là trung tiện. Trong tuồng hát, hễ chửi người khác nói buông tuồng bèn nói: lời người nói như thả gióng, phàm có chuyện gì kinh sợ đều chẳng dám thở mạnh, làm sao còn đánh trung tiện được. Do buông tuồng không kiêng rẻ nên mới trung tiện. Chớ có nói nhắc đến chuyện trung tiện nghe không nhã. Thật ra tôi vì muốn tạo cách cứu người khỏi bị làm giòi trong hầm phân, sáng dậy vào lúc đại tiểu tiện xong phải rửa tay, phàm sờ lên thân, mò xuống chân đều phải rửa tay. Những tháng mùa hạ ống quần chớ buông thùng thình phải bó lại. Tùy tiện khạc đàm hỉ mũi là chuyện tổn phước lớn lắm. Đất Phật thanh tịnh chẳng những trong điện đường chẳng được khạc nhổ hỉ mũi, mà ngay cả trên cuộc đất sạch phía ngoài điện đường cũng chẳng nên khạc nhổ chỉ mũi. Ngồi nhổ trên đất sạch sẽ tạo thành vẻ dơ bẩn. Có kẻ luông tuồng chẳng kiêng dè khạc bừa ra đất hay khạc lên vách trong phòng, một gian phòng đẹp đẽ mà khắp đất đầy tường toàn là đàm, kẻ ấy khạc đàm để ra vẻ hống hách, lâu ngày thành bệnh, hàng ngày thường khạc, tinh hoa của đồ ăn thức uống đều biến thành đàm hết. Nếu chịu nuốt đàm xuống, lâu dần không còn đàm nữa. Đấy là cách hay nhất để dùng đàm diệt đàm. Nếu chẳng thể nuốt xuống, nên bỏ một cái khăn lau đàm trong tay áo, khạc lên đó, xong lại bỏ vào trong tay áo. Cách này cũng vừa mệt người lại không sạch sẽ, chẳng bằng nuốt xuống. Vừa không mệt người vừa chẳng ô uế, lại vĩnh viễn không bị bệnh đàm. Đây là cách hay nhất để trị bệnh đàm. Người học Phật nhất cử nhất động đều phải lưu tâm. Đối với việc niệm Phật phải chí thành. Nếu khi nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiện căn phát hiện. Chớ nên để thường xảy ra như thế. Nếu không sẽ bị ma bi thường dựa vào, phàm có chuyện gì thích ý chớ nên hoan hỉ quá mức. Nếu không ắt bị ma hoan hỉ dựa. Lúc niệm Phật, mí mắt nên rủ xuống chớ nên căng thẳng tinh thần quá mức để nỗi tâm hỏa bốc lên. Rất có thể bị những chứng bệnh ngứa đầu, đau đầu, v.v. Cần phải điều hòa cho thích đáng. Niệm lớn tiếng thì chẳng để cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuỗi niệm có thể ngừa được sự lười nhác, nhưng lúc tĩnh tọa chẳng được lần chuỗi. Hễ lần chuỗi thì ngón tay động nên tâm chẳng định được, lâu ngày ắt thành bệnh. Xem kinh luận và các loại sách vở trở nên vội vã, phải xem nhiều lần, xem gấp rút, sẽ chẳng thể ngưng lặng được, khó lòng thấu đạt ý chỉ. Kẻ hậu sinh hơi thông minh, được một bộ kinh sách bèn quên ăn bỏ ngủ để xem, coi một lần là xong liền, lần thứ hai không còn hứng thú xem nữa, rồi có xem cũng giống như vẻ mất hồn ngơ ngẩn. Những loại người này đều chẳng thể thành tựu, hãy nên tận lực ngăn ngừa. Tổ Đồng Phà nói, cựu thư bất yếm bách hồi độc, thục độc thâm tư tử tự tri, sách cũ trăm lần xem chẳng chán, đọc kỹ nghĩ sâu ắt tự biết. Khổng Tử là bậc thánh thông minh thiên phú, còn đọc kinh dịch đến độ ba lần đứt lẻ sách. Với tư cách của Khổng Tử, vừa qua mắt liền thuộc lòng, cần gì phải nhìn vào văn để đọc nữa. Do vậy ta biết, nhìn vào văn có điểm rất tốt, đọc thuộc thì phần lớn là miệng đọc qua trơn tru, còn xem văn thì mỗi chữ mỗi câu đều biết được chỉ thú. Chúng ta nên học theo cách này, chớ nên tỏ vẻ chính mình thông minh, chuyên đọc thuộc lòng. Thời Khổng Tử không có giấy, hễ viết thì viết trên tấm gỗ hoặc viết trên thẻ tre, trúc giản tức là thẻ bằng tre, 64 quẻ dịch do Phục Hy vạch ra, phần thoán mở đầu 64 quẻ do Văn Vương soạn, ý nghĩa của sáu hào trong mỗi quẻ do Châu Công định ra. Ngoài ra phần thoán chuyện
tượng truyện của Thượng Kinh, phần thoán truyện, tượng truyện của Hạ Kinh và phần văn ngôn của hai quẻ Càn Khôn, hệ từ Thượng Truyện, hệ từ Hạ Truyện, thuyết quái truyện, tự quái truyện, tạp quái truyện được gọi chung là thập dực, đều do Khổng Tử biên soạn. Nếu chỉ xét theo số lượng chữ thì phần biên soạn của Khổng Tử gấp mười mấy lần phần trước tác kinh dịch của Văn Vương Châu Công, nhưng Khổng Tử đọc kinh dịch của Văn Vương Châu Công rốt cuộc đến nỗi dày bột sách bằng da thuộc bị mòn đứt 3 lần, đủ biết số lần đọc chẳng thể tính đếm xuể. Chúng ta hằng đọc kinh Phật trì Phật danh, giống như Khổng Tử đọc kinh dịch, ác sẽ có thể dùng lời Phật, phẩm đức của Phật mà uốn đúc cái tâm nghiệp thức của chính mình trở thành trí huệ tạng của Như Lai. Pháp tắc để truyền tu tịnh độ gồm có tịnh độ ngũ kinh, tịnh độ thập yếu và các chức thuật tịnh độ ở đây không ghi đầy đủ nữa. 5. Thư gửi thầy Minh Bổn, năm Dân Quốc 16, 1927. Căn bệnh chung của cả cõi đời hiện thời là nhờ công để lợi tư khiến cho dân cùng khốn, nước nguy ngập, chiến tranh liên miên. Chúng ta xuất gia làm đệ tử Phật, cố nhiên phải lấy lòng bình đẳng, đệ tử đại bi của Đức Phật làm chí hướng, chẳng nên giữ mãi thói kiêu mạn tự đại của người tại gia, coi thường hết thảy, mặc tình xử sự, chẳng tuân theo lề lối cũ. Phải nghĩ chúng ta được trời che đất chở, được cha mẹ giáo dục, nếu chẳng bắt chước tấm lòng của trời đất, cha mẹ sẽ thành kẻ nghịch trời trái lý, tuệ nhục sâu xa cho đấng danh thành. Linh nhàm là đạo tràng cổ đã 1100 năm, sau cơn biến loạn trở thành chốn hoang tàn, tuy còn một ít kiến trúc nhưng không còn có người chống đỡ, vẫn suy tàn như cũ. May vào cuối thời Quang Tự, vị đại hộ pháp họ Nghiêm nghe tiếng thầy Chân bèn nghiêm thỉnh, ấy là vì mong sư sẽ khôi phục đạo tràng vậy. Thầy Chân tuy tiếp nhận, hiểm rằng các sự ràng buộc chẳng thể đích thân trụ trì. Năm ngoái giới pháp sư đến đây, sư mừng tìm được người bèn giải bày mọi lẽ, đích thân đưa lên núi để làm trụ trì, lại còn thỉnh vời quan viên thân sĩ lên tiếng minh sát biến chùa này thành chốn thập phương thường trụ. Thầy giới phẩm đức, học nghiệp, tiếng tăm đều xuất sắc, thật đáng làm khuôn phép cho hàng hậu học. Này thầy đã đáp ứng lời thỉnh cầu thuyết giảng một khoảng thời gian tại Ngu Sơn, ông hãy nên hết sức gắng công thay thầy giới lãnh chúng tu trì, chớ nên lẩn tránh lười nhác mong được an nhàn. Phàm những ai đến núi này ở lại đều là người phát tâm tu đạo, ai nấy đều phải tích cực dụng công khuyến khích cổ vũ lẫn nhau, hòng được sự lợi ích lệ trạch, chẳng được rong chơi chuyện gẫu, cũng như chẳng tuân theo quy củ nhà chùa tự làm theo ý mình. Chùa này đã là chùa thập phương, con cháu của Tam Thánh Đường sống ở đây cũng phải tu chung với đại chúng, đều cùng hưởng nhọc nhằn hay nhàn nhã, đều đồng cam cộng khổ, nếu không sẽ trở thành kẻ quấy loạn thường trụ, khinh dối thầy Chân. Đã là đồ đệ của thầy Chân thì hãy nên vô cùng đúng pháp, để khỏi đến nỗi vì chính mình chẳng đúng pháp mà khiến cho người ta nói động đến thầy Chân. Này dạy giản lược đại khái để làm căn cứ hồng duy trì tiền đồ vậy. Một, thầy thế bất ổn chỉ nên nhất tâm tu đạo, chứ nên vọng động tính xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nho nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chứ nên xây cất nhiều mong cho thật rộng lớn, không những vì tài lực không đủ mà còn là để khỏi vì lẽ đó mà bị chuốc họa. 2. Đường đời gian nan, cơm áo ai nấy đều nên tiết kiệm, chi phí cho thường trụ phải dựa theo thu nhập mà chi tiêu. Nếu chẳng tiết kiệm sau này khó duy trì được, tất cả các khoản thâu vào chi ra đều phải phân minh, chớ nên mua sắm những vật phù phiếm xa hoa, một là phí tiền, hai là trước lấy tiếng chê bai, phải dành dụm chỗ dư ra để bồi đắp chỗ thiếu hụt sau này. Chẳng được nói có thể trần tiếp tế, cứ mặc tình tiêu xài phù phiếm. 3. Khóa tụng hàng ngày nơi Phật đường nên y theo quy củ đã định hiện thời, tu trì thiết thực, nhưng chớ nên một mực chuyên chú dụng công nơi sự tướng, mà hãy nên tâm tâm niệm niệm đối trị những căn bệnh tập khí của chính mình. Làm được như thế thì mới thật sự là người niệm Phật, nếu không sẽ như bọt nước vỗ vào tảng đá, hoàn toàn chẳng có tâm đắc chi, chỉ nên căn cứ theo quy củ tịnh độ thông thường, chứ có bày vẽ kiểu cách hoa dạng nào khác. Nếu có kẻ muốn lập dị như đúc ngón tay, dùng thân đốt đèn, hãy thỉnh người đó đến chùa A Dục Vương mà làm, núi này vĩnh viễn chẳng bày ra thói ấy. 4. Giới pháp sư đã nhận lời giảng dạy một thời gian ở Ngu Sơn, sợ rằng có thể trở về ngay được, nhưng danh vị trụ trì vẫn thuộc về thầy giới, truyền lãnh chúng tu trì, ông tạm thay thế, phải nên hết sức siêng năng cẩn thận, khiêm cung, chẳng nên tự đại tự cao. Ông là vãn bối thay thầy ấy trông nom mọi việc, chẳng được nói năng dường như chính mình là vị trụ trì,
để đại chúng khâm phục tấm lòng rỗng rang của ông, đạo tâm càng thêm chân thành thiết tha. 5. Phàm xử sự tiếp vật, hãy nên khiêm hòa công bình, chẳng được cố chấp ý kiến của chính mình mà sát chánh lý. Cần nhất là mọi người khích lệ khuyên lơn lẫn nhau, tu dòng tịnh nghiệp, thường giảm lỗi mình, đừng bàn lỗi người, cực lực đối trị các bệnh tập khí. Tập khí khử được một phần thì đạo nghiệp mới tăng được một phần. Chẳng được kiêu ngạo luông tuồng, hãy chú ý giữ cho đúng trường mực, nói chung phải chịu thương chịu khó, an bần thủ phận. 6. Chùa này là chùa thập phương, dù ông mang vật gì đến cũng thuộc về thập phương, nên giữ tinh thần trí công vô tư. Phàm con cháu của Tam Thánh Đường trụ trong núi này cũng phải đạt phá tình cảm riêng, đặt mình vào địa vị của mười phương tăng chúng, chẳng được tự tiện cậy vào ý riêng để được hưởng sự ưu đãi, mặc sức phóng túng hủy hoại quy củ đã thành lập. Nếu không, sẽ trở thành tội nhân trong Phật Pháp, là oan gia của thầy chân, hãy cho kẻ đó ra đi để khỏi bị người khác chê cười. Thầy sự gian nan, tiền đồ đáng lo, nếu chẳng có cách tốt đẹp thì sao trở thành đạo tràng cho được, chỉ sợ ông có lẽ chưa nghĩ tới, cho nên mới giải dòng một phen, lúc đầu vốn muốn nói chung chung, sau lại muốn cho rõ ràng, dễ xem nên chia thành 6 điều, chẳng qua nhằm biểu thị tấm lòng ngu thành của Quang nhằm bảo vệ đạo tràng Linh Nham. Xin chớ vì vượt chén thầy thớt mà chê cười Linh Nham may mắn lắm. Mà thầy Trần cũng may mắn lắm.